kính chào quý thính giả đã trở lại kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể Quý thính giả nghe chuyện nếu thấy hay Hãy like, bình luận cảm xúc Đăng ký kênh và chia sẻ kênh Để ủng hộ cũng như là tiếp thêm động lực cho Bảo quý thính giả nha Kênh Chuyện Ma Hàng Bảo Kể Sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ mỗi đêm Mọi người nhớ đón xem Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều à, Mọi người khi nghe chuyện hãy nhớ bấm vào cái nút like Và bình luận để giúp cho kênh của Bảo có tương tác trở lại à, Rồi trong buổi kể chuyện hôm nay bảo xin gửi tiếp tục câu chuyện của chú năm tròn thì câu chuyện này là cái phần cuối của cái câu chuyện chú năm tròn gửi về sau khi mà xảy ra nhiều cái vấn đề tâm linh ở trong cái chạy hòm của ông tư ông tư cũng đã kể hết cho ông hai nghe nhưng mà cuối cùng á vẫn quyết định là cất nhà ở đó thì sau khi các nhà cặp vách với lại cái nhà à, chạy hòm đó lúc đó vào ở được khoảng hơn một tuần mọi thứ yên bình không hề xảy ra bất luận một cái gì hết nhưng phải biết là rằng là trong cái quá trình đó kể như ông tư và ông hai đều cúng kiến rất là cẩn thận cúng kiến dữ lắm thì qua hơn một tuần mà không xảy ra vấn đề gì à, mọi thứ vẫn yên mà đối với gia đình ông hai mà nói á, thì đây gần như là một cái điều rất là hạnh phúc bởi vì hồi trước mình ở đắc đậu người ta tuy bây giờ mình vẫn ở đắc đậu nhưng so với hồi trước thì hiện tại bây giờ tốt hơn rất là nhiều cái nhà nó cũng không còn sập xuệ và mới cắt thêm vào đó là cái chủ của đất á là ông tư cũng lại thương đó mừng lắm thì do là mang cái ơn lớn bản thân ông hai cũng không biết trả ơn bằng cách nào biết được cái chạy hòm của ông tư không có người ngủ giữ thành thử ra suốt hơn một tuần nay ông hai á khi ông ngủ mà lỡ mà ông giật mình ông thức dậy là ông sẽ bước qua ông coi ông coi một cái Ông sợ lỡ như cái chỗ mà ít có ai ngủ đó Hồi trước giờ không có ngủ đó Thời gian dài rồi sợ rằng mấy cái người mà họ có cái lòng tham họ vào để ăn cắp cây và suốt hơn một tuần bản thân của ông hai cũng không hề gặp ông hai cũng mừng thì trong tháng á các bạn đối với tâm linh người ta hay nói rằng có những ngày mà các bạn đi cỡ nào các bạn cũng không gặp ma chứ còn có những ngày rất dễ gặp ma và tới cái ngày đó nó đã tới rồi. Ở trong nhà của ông hai, bữa đó cũng khoảng chừng là 10 giờ mấy à. Ông hai đang ngủ và ông giật mình thức dậy bởi ông nghe cái tiếng lụp cụp ở bên cái chai hồn. Hơn cả tuần nay ông qua ông coi mà. Thành ra bây giờ ông qua ông coi nữa. Và ông coi á là ông không có đem theo đèn đuốc gì cả. Mà trời bữa nay trăng rất là tròn. Ông không đi ra cái cửa trước Ông hai mới bọc ra cái cửa sau. Bởi vì cái cửa sau á, bọc ra ngoài đây sẽ rình được ăn trộm. Còn mình ra cửa trước nó nghe lập cập lập cập, nó bỏ nó chạy rồi. Ông ơi đi ra phía sau cửa bếp á. Đi gión gián gión gián mà đi theo kiểu là không cho ai phát hiện nha. Đi rất là nhẹ nhàng. Ông mới bước ra, thì do là hai cái nhà, cái nhà cái chai hờm với lại cái nhà nó sát vách. Giống như gần như là chỉ một gan tay hả. Đâu có đi được cái đường đó. Phải bọc ra ngoài cái bên hông á ông bọc ra bên hông, ông đi gần gần lợi, thì ông thấy ông dòm vô bên trong á, ông dòm qua cái ke cái 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 kẻ của cái chạy hòm á, thì ông thấy là giống như đi đi qua đi lợi đi qua với lợi là lọ mọ lọ mọ, lọ mọ lọ mọ để mà mà khiêng để mà cái gì đó, mà hai bóng một bóng là nghe bóng đen không à chứ không có bóng trắng, rồi nói chuyện nữa, lẹ lẹ nhanh nhanh nhanh, nó thấy 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 giờ. Ông nghe không có rõ Nhưng mà những âm thanh đó Đều chắc chắn 100% là có nghe Ông hai ông mới suy nghĩ Ông giờ không rõ nhưng mà ông suy nghĩ Ông nói bây giờ ăn chợ mà lỡ mai ba thằng Mình thấy là ba cái bóng ba thằng như vậy một mình mình làm đâu có lợi nó Thì cây cối trong vòng gần cái chỗ chạy hòm thì thiếu gì Ông mới chụp cái cây Ông chụp cái cây và Ông nghĩ trong đầu bây giờ mình sẽ chạy ra ngoài trước rồi mình đứng ở ngoài mép mép á mình, mình cầm cây mình hù nó cho tụi nó chạy Miễn sao đừng có ăn cắp được cây được rồi Chứ làm sao mình làm loại ba thằng Mình dí nó vô đường cùng vậy đó, nó, nó, nó sực lên mình sao Thì từ cái khoảng cách Ở chỗ cái cửa sổ đó Ra cái cổ cái cửa kẻ hở đó Ra tới ngoài trước cái chạy hòm Thì chỉ khoảng chừng 10 mét thôi 10 thước các bạn ông chạy một cái dù da ông nó bay ăn trộm hả ông la làng lên một cái thì ông đớ người ông đứng nó luôn là bởi vì sao bởi vì ông chạy ra ngoài trước rồi ông dòm ừ. vô trong cái chạy hòm là không có bóng nào không hề có một bóng hình gì cả mà hồi nãy đó là lúc ông bước xuống ông lụp cụp lụp cụp ông bước xuống khỏi cái chổng bà hai có nghe có giật mình thức dậy nhưng biết chồng mình thường hay đi qua bên đó để kiểm tra giống như một cái cách làm để âm thầm trả ơn cho ông Tư Bà hai bác cũng không có nói Bình thường Nhưng lúc đó thì bà đã thức rồi Thành thử ra Khi ông hai ông la lên Tụi bay ăn trộm hả là bà hai bà nghe Bà tưởng ăn trộm thiệt Bà mới chạy ra Bà hai thì đâu có chạy giống như ông hai chạy ra nhà sau Bà chạy ra nhà trước Chạy ra nhà trước Mở cửa chạy ra thì thấy chồng mình đứng im du dòm vô cái nhà Chạy lại ông ơi ông ơi anh chậm đâu chậm đâu chậm đâu thì lúc này ông mới hoàn hồn trở lại ông nắm tay bà mà bà cảm giác cái tay ông lạnh nắm tay của bà đi đi đi, đi vô ông kéo bà đi vô bà mới nói ủa ông nói ăn chậm mà sao tôi không thấy bây giờ ông kéo tôi vô đi đi đi, đi vô tiếng đi vô thứ hai này là bà hai hiểu bà hai cảm nhận được bởi vì chồng mình Hồi nào tới giờ không có cái chuyện mà ban đêm ban hôm đi làm mấy cái chuyện giỡn hớt hơi khơi đâu. Chắc chắn là có cái gì rồi mà có cái gì. Ngoài cái việc ma ra thì có cái gì khác. Tuy là chồng mình chưa nói nhưng bà hai lúc đó bà biết. Bà mới đi vô. Bà đi vô rồi hai vợ chồng vô trong buồn nằm. Bà mới hỏi thỏ thẻ. Bà nói ông ơi ông. Bộ ông thấy hả? Ừ. Có thiệt bà ơi bốn chữ này thôi có thiệt bà ơi là có như hai vợ chồng rùng mình rồi rồi không may nói chuyện với ai chứ nằm im ru rồi sáng ngày hôm sau ông hai cũng không có bệnh hoạn gì nhưng mà ông biết rồi ông mới đem đồ qua ông cúng trước ông nói là tối đêm qua đó quý vị giỡn mà tôi tưởng đâu là ăn trộm tôi có qua tôi la à, tại vì tôi không biết quý vị thông cảm bỏ qua đi chứ tôi không có cố ý đâu thì ông cúng kiến xong rồi ông đem ông dọn liền chứ ông không có dám để đó thay vì người ta cúng là phải đợi cho tàn cái nhang này nọ cũng vẫn để đó hay là sao còn cái này ông hai cúng nửa chừng thôi khoảng không tới nửa cây nhang là ông, ông dọn ông dọn là bởi vì sao bởi vì ông không muốn cho bác sáu và bác bảy biết bởi vì hai người này mà biết rồi thì chắc chắn sẽ nói lại với ông tư nói lại với ông tư ông tư ông lại lo rồi ông lại tốn sức tốn của để ông mua đồ ông cúng nữa can ông cỡ nào ông cũng mua hà vậy lại mang thêm cái ơn biết chừng nào mới trả được ông hai và bà hai có ý định là giấu xong rồi thì ngày hôm đó cũng đi màn bụng này nọ đến tối Đến tối thì ngủ một giấc đến khoảng 2 giờ sáng. Ông hai có nhận lời một cái người ở gần đó, cách đông cây mấy số á, là đi đào đào cái cái cái, cái đường bờ cho người ta. 2 giờ ông dậy. Ông mới kêu bà hai dậy, rồi cái hai vợ chồng xuống, ông thì ông tra lại cái cán cuốc, ông ngồi ở ngoài cái vách bên kia đó. Ông tra cán cuốc còn bà hai thì nấu cơm ở trong bếp thì các bạn nên tưởng tượng nè cái trại hờm xong tới cái nhà rồi ông hai ông ngồi bên hông bên kia ông ngồi ông tra thì cái tiếng tra cuốc nó cũng cụp cụp cụp, cụp vậy đó ngồi đốt cái đèn dầu rồi ngồi tra ra ra tra ra, ra Đợi nào vợ mình nấu cơm xong rồi ăn miếng còn miếng thì thì, thì gói đem theo tại đi măng tới chiều mới về thì tự dưng cái đèn nó tắt ông mới lọ mọ lọ mọ trong túi ông kiếm hột quẹt ông ông, ông quẹt ông đốt đèn lên lợi ông đang lọ mọ lọ mọ thì ông cảm giác là có có người đi lại sau lưng ông ông cảm giác như ai đó đã đi lại sau lưng ông đó, đứng sau lưng ông á mà ông rùng mình hết trơn nha ông nổi da gà và ông lạnh cái, cái, cái xương sống ông hết trơn ông nghi rồi tại vì cái những cái bước chân này là kiểu như là không phải của một người mà chỉ có vợ ông thức thôi thí dụ như một người á ông hai còn nghĩ là bà hai còn đằng này đang ngồi như vậy thì nó đi lợi ra phía sau lưng mà cái tiếng bước chân như thể là ba bốn người làm gì có ai đi qua đây giờ này mà thí dụ như có người đi thì mình đâu có dâng lên cái cảm giác mà nó nổi ốc nó nổi da gà nó nổi lạnh ót như vậy ông biết đúng ông nghi rồi ông nghi là là mấy cái dòng nó qua rồi Ông sợ lắm chứ, cũng sợ chứ các bạn Nhưng mà ông không quay mặt lại Theo kiểu là ông cứ lọ lọ mộ Ông kiếm cái hồn quẹt, ông đốt cái đèn Chứ ông không có dám quay mặt lại nha Bởi vì cái kinh nghiệm của ông á Nếu như ma nó nhát mình Thì nó hay làm cái này cái kia Để cho mình giật mình Và lỡ mai mình quay mặt lại Mình giật mình, cái hồn vía mình Nó không có vững, nó hốt hồn mình, mình chết làm sao Kiểu như kinh nghiệm thôi Mỗi người có mỗi cái suy nghĩ ông hai thì cách nghĩ của ông là như vậy ông mới sợ ông không có dám quay mặt lại đi cái ông lọ mọ ông ông có kiếm cái hộp quẹt ông đốt mà lúc này ông cảm giác nó đứng sau lưng ông rồi thí dụ như ai đó hay là vợ ông thì cũng sẽ lên tiếng thôi còn lần này không có lên tiếng gì chân, đứng im du sau lưng á ông biết nó đứng nó giờ mà ông mới tra ông lấy được cái hộp quẹt ông đốt cái sẹt 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 kia mà đốt hoài nó không cháy kỳ đời vậy đó đốt không cháy Rồi thôi không đốt nữa Không có đốt nữa Thì mai ra cái lúc này á Bà hai bà thấy sao nãy giờ ông khỏ Ông khỏ cuốc cụp, cụp 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 Mà bây giờ ông im ru Thì bà hai bà mới lên tiếng bà dối và bà hỏi Bà trong bếp mà Ông thì ông ngồi ngoài đây nè Bà dối và bà hỏi bên ông ơi ông ờ, sao rồi sao rồi? không thấy ông đóng nữa mà sao tối hụ vậy cái tự dưng cái lúc bà hai bà nói cái đó xong cái ông cảm giác mất tiêu à? ông biết các bạn ông biết kiểu như là là bà hai bà lên tiếng rồi á cái, cái cái nó bỏ đi hay sao đó thì lúc này ông mới đứng dậy em cầm cái cuốc ông đi vô trong bếp đi vô không dám quay mặt là giờ mà ông vô trong bếp ông vô rồi thì bà hai mới hỏi nó ủa sao ông không đốt đèn lên ông để tối hù vậy cái đèn dầu còn để ngoài đó mà ông, ông quýnh mà ông không cầm đèn dầu luôn á ông nói gặp nữa bà ơi bà hai biết rồi cho nên là hai vợ chồng cũng cố gắng khuyên nhau cho đừng có sợ thôi chứ cô không có dám bàn luận gì nhiều là mới có 2 giờ sáng mà nó nhát như vậy đó các bạn thì ông hai ông nói thôi bà nấu cơm đi tôi ngồi tôi ngồi ở đây luôn tôi ngồi ở đây tôi tôi tôi, tôi tra cán cuốc luôn chứ không có dám ngồi ngoài thì ông hai ông ngồi dưới cái nền đất Còn bà hai thì đang nấu cơm Thì cái bếp lửa nó cháy đó Cái nó sáng nó cũng hực ra mà Trong bếp thì ông có thể ông thấy được Ông làm Cái cơm nước đồ nó cũng Thường hồi đó là người ta nghèo quá các bạn Cho nên là à, Nấu cơm á là không có bỏ cái nước do Nhưng nấu nó sôi lên cái nước do nó chắc ra Chắc ra bỏ vô trong cái cái tô hay là cái ly gì đó Thì sáng bỏ miếng đường vô uống không có bỏ, cái bà mới bưng cái 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 nồi xuống bà chắc thì cái lúc chất á, do là nhà là nhà đất, rồi không lẽ để cái tô dưới đất, để cái tô thì có cái sàn nước ở phía sau cái cái cánh cửa nè, thì bà mới để cái tô lên đó bà chắc xuống vậy nè, nó thì có nghĩa là cái mặt bà sẽ quay mặt hướng ra ngoài, thì nó đứng bên dắt á, bà mới nghe một cái giọng của cái người đàn ông nói là, chồng mày cũng tao chưa kịp ăn cái mày 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 đổ lấy à? bà nghe cái bà giật mình mà rớt cái nồi cơm xuống luôn phỏng dò bà luôn phỏng dò bà hai luôn bà la lên cái mà bà, bà, bà nhảy vô quá nóng rồi ông hai ông lợi ông coi có sao không thì lúc này ông biết là vợ mình hồi nào vợ cẩn thận lắm chắc là cái gì đó thì vợ mình nó giật mình nó mới rớt như vậy ông cũng không có trách không có la gì hết trơn á da cái gom gạo vô uh, gom vô cái giữa lại Giữa lại rồi 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 nấu nữa kiểu mà nhà ngoài mà đâu có bỏ mấy cái đó được các bạn thì ông nói thôi bà bữa nay bà nấu sắt đi bà đừng có chắc nước làm gì mà cong quá rồi cũng nấu cơm xong nấu cơm xong rồi ông mới dặn vậy nè ông hai á ông dặn ông nói bà hai ông nói vợ ơi bà ơi bà ở nhà bà nhớ giữ mấy đứa nhỏ cho kỹ nha con tư á thì nó đi làm ở bên xóm trên thì tôi không nói rồi còn thằng năm với thằng út á bà giữ hai đứa nó kỹ lưỡng chút nha nói vậy thôi là bà hai bà hiểu rồi bà nói ừ ông yên tâm đi màn đi tôi ở nhà tôi giữ kỹ lắm có gì tới cái cho tụi nó ngủ chứ không có cho đi vòng vòng mà sớm này gầm vòng đâu có nhà cửa đâu tội nghiệp cho chú năm với lại chú út hai anh em chơi với nhau không mà chứ đâu có chơi được với con nít hàng xóm xung quanh có nhà đâu mà có con nít chơi cái ông hai không đi màn các bạn mà nó nhát kinh thiệt không có giờ dắt cho nó bỏ qua cho gia đình ông bà hai á cái buổi trưa đâu có chừng 10 giờ á thì bà hai bà đang ngồi bên đây nè bên đó là ông bác bác sáu với bác bảy cũng đang đóng cây rồi cưa cây này nọ bên đó đó cũng lụp ca lụp cụp lụp ca lụp cụp bên đó thì cái chỗ mà người lớn màng cây cối búa rồi đục đẽo này nọ nè cho nên là không có cho với lại không có cho chú 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 năm với chú út qua chơi với lại cái chỗ mà mình chạy hòm mà đâu cho nít qua làm gì thì hai người cũng đục đẽo mà cái kiểu giống như là chú năm với lại chú út á thì không có ai chơi thì gặp bác sáu với bác bảy thương á cho nên là quý lắm mới đứng đây và mình dòm qua hoài cái ông bác sáu ông nói như vậy nè ông nói ơi chú bảy chú chú làm lại dai nha tôi đi ra sau hè tôi chặt một cái nhánh cái cái, cái, cái cái, nhánh gáo tôi đẻo cho nó hai đứa nó hai trái vụ cho hai nó chơi ừ anh đi đi anh đẻo hai trái vụ cho tôi nói chơi đi tôi làm đây thì không có sao được chắc là anh đẻo xong thì cũng vô tới giờ cơm rồi đó đó thì lúc đó bác sáu ông đi ra xứ phía sau còn bác bảy trong cái trại hờn ông cũng lọ bỏ ông đóng vậy đó thì ở bên đây ở ngoài sân á là chú năm với chú út chơi còn bà hai thì bà nằm ở trong nhà bà dòm ra tự nhiên cái bà nằm bà dòm ra bà nằm trên cái võng các bạn mà nằm kế cửa sổ vậy bà dòm ra bà thấy trơn à thì đang nằm đang nằm như vậy cái chú nằm với chú út mới là chơi chạy tới chạy lui cái làm vô tình nó khuất cái bóng bà giờ không thấy đi bà mới bước đi ra bà bước đi ra cái bà thấy vậy thôi bà mắc bà bà gỡ cái giọng thay vì cái giọng ở trong nhà bà đem ra cái hàng hàng ba bà, bà, mới giăng ngoài đó bà nằm bà coi hai đứa con mình chơi đợi chút xíu rồi cho nó ăn cơm nước rồi nó ngủ cho nó chơi một chút nữa thì chú năm với chú út chơi mà không biết sao bà hai bà không có khi nào ít khi nào bà ngủ trưa lắm buổi trưa là bà để cho chú ô, chú năm với chú út ngủ bà ngồi bà bà mới lấy cái quạt bà quạt cho hai con mình ngủ thôi chứ bà ít khi nào bà ngủ lắm thì tự dưng cái bữa đó tự nhiên nó dịu 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 người nó buồn ngủ các bạn buồn ngủ tới 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 vậy nha bà dáng mà gượng 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 con mắt lên mà không biết làm sao con mắt nó cứ sụp xuống hoài rồi thì bà cũng dơi vô cái giấc ngủ mà đâu có ngủ được lâu kiểu như là mới rơi vào giấc ngủ khoảng hai ba phút à liêm diêm liêm diêm vậy ta nói nó lợi nó nắm đầu bà nó đứng giống như đứng sau lưng bà nắm đầu bà cảm giác là ba bốn người là nghe nắm đầu bà cái bà, bà giật mình bà bệnh la lên bà la quá trời la luôn mà không hiểu sao ông bác bảy bên kia không có nghe bà vẫn la nhưng mà bà la theo kiểu là bị nó bóp họng gì lại rồi nghe không có được ông bác bảy ông không có biết gì hết trơn á rồi bà mới dán bà gồng bà gồng bà gồng nhìn nè các bạn bà nghe cái tiếng nè cái tiếng lụp cụp của ông bác bảy ổng ổng đục đẻo rồi bà nghe cái tiếng của hai đứa con mình nó đang chơi nó nói chuyện với nhau mà nghe không có rõ thôi nhưng mà vẫn biết là nó đang nói chuyện vậy đó mà gượng dậy gượng không nổi cả người cứng đơ nó xúm nhau nó nhảy nó đè bà cứ ngắt ta nói bà sợ dữ lắm luôn bà làm mọi cách thí dụ như hồi trước người ta chỉ làm sao niệm phật người ta chỉ là 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 khi mà bị vậy ráng gồng mà làm đủ thứ hết trơn nhưng mà không thể nào vô khỏi cả người bà cứng đơ và bà nghe văng vẳng văng vẳng là mấy cái tiếng giống như là xúm nhau hùa lại mà mà để làm một cái vấn đề gì đó vậy đó nó kêu như nào nó nói đó nó. Đèn nó xuống đèn nó xuống đèn nó xuống ghi nó, nó đầu nó ghi đầu nó đạp giò nó đạp giò nó giống như ba bốn người nói hùa với nhau để đè bà hai xuống và không cho bà nhúc nhích các bạn biết ha cái cảnh tượng đó nó rất là ghê mình chịu khoảng chừng một hai phút thôi đã là cả một vấn đề rồi vậy mà nó đè bà đó 5 phút đồng hồ đến khi bà giật mình mà tỉnh dậy thì bà té xuống cái giẫm bà té cái hai đứa con của bà là chú năm với chú út á mới la lên mẹ té mẹ té kìa chạy lại bác bà ở trong cái cái chai hồn á bác mới chạy ra Bác chạy ra bác nghe té mà bác nghe la mà bác chạy ra bác coi có sao không bác đỡ Thì lúc bác chạy ra thì bác đã thấy là bà hai ngồi dậy rồi Nhưng bà hai mặt mày xanh lè tái mét hết trơn Ôm hai đứa con chạy vô nhà Bác Bảy thì ông đâu biết trời cho nó lỡ gì đâu Tự nhiên đi ra thấy tự nhiên đứng dậy mặt mày xanh lè rồi ôm hai con chạy vô nhà Ủa cái gì vậy chị hai Chú Bảy ô chú Bảy ô Mà bà đứng trong nhà bà la không mà chứ bà không có dám là bước ra ông bảy thì lúc này ông sớ rớ nói chung mà bước vô cũng hơi ngại nhưng mà bây giờ sao tự nhiên vậy ông cũng ớn ớn đi ông mới quái nha sao hè ông kêu ông kêu là anh sáu ô anh sáu ơi kêu ông sùm ông sáu ông đang đẻo lỡ dở cái 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 chế vụ á cái vụ quay á các bạn ông ơi ô cái gì vậy kêu vô ông sáu với ông, ông bác sáu với ông bác bảy vô hai người vô vô bước vô trong nhà có hai người rồi nó đỡ hơn hỏi là cái gì thì có con á bà không nói bà nói là hai chú ngồi nghỉ chút đi tới giờ cơm mà thôi mới ăn cơm đi ừ, tôi cho hai nhỏ ăn cơm nó ngủ rồi tôi kể cho nghe kiểu như là lúc đó nó quá sợ nhưng mà sau đó rồi cũng tỉnh lại rồi bà na hai thì cũng trải qua nhiều cái tình huống rồi bà mới định hồn trở lại cho hai đứa con ăn cơm xong kêu ngủ mà đường cái là chú năm với chú út ngoan kêu ngủ là ngủ hai người mới ngủ ngủ xong bà đi ra lúc đó là bác sáu bảy cũng ăn cơm xong rồi thì bà mới ngồi bà cởi mà bà kêu dắt ra ngoài đứng ngoài ngoài cởi chứ nghe chứ đứng gần cái chợ hòm là bà không dám cởi bà cởi bà nói hồi nãy tôi bị vậy đó ông hai á thì ổng sợ là mang cái ơn rồi rồi bây giờ á nói cho anh tư nghe rồi anh lại giúp anh ơi, mua đồ đạc anh cúng kiến cho nên là hai vợ chồng tôi giấu bà cởi luôn cái chuyện mấy đêm trước nha chứ không phải bà cởi duy nhất cái vấn đề đó không đâu bác sáu với bác bảy là nghe tới đâu là cũng rụng rời chân tay tới đó đó hồi đó nó phá theo kiểu là nó nhát ban đêm mà bây giờ tới ban ngày mà nó còn nhát cỡ đó đó thì nó dữ dằn quá rồi mà kẹt một nỗi là ông tư cũng muốn dời cái 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 cái, cái, cái uh, trại hòm này đi chỗ khác nè. Nhưng mà thật sự hồi đó kiếm một cái chỗ đó mà dời đi nó hơi khó Thêm một cái nữa là đâu phải dễ kiếm đắt mua đâu Rồi cái chuyện bằng ăn mà Nói chung là nó có những cái điểm khó của nó Cái bác sao bác bảy mới nói không có được chị ơi Bây giờ phải kể cho uh, chú Tư ông nghe Chứ vai với á, tôi kêu vậy bằng chị Nhưng mà tôi kêu bằng chú là thà không biết thì thôi Mà biết á, thì phải nói cho ông nghe đó, thì bà bà hai cũng chịu vậy luôn chứ biết làm sao giờ cái đến buổi chiều á ông bác sáu với bác bảy trên đường về mới ghé qua nhà ông tư mới kể cho ông tư nghe ông tư ông nghe là ông, ông ông ông, với bà tư đi qua liền các bạn đi qua liền đi qua tới rồi cái lúc đó là ông hai em chưa có về hai bên nói chuyện rồi có kể lại cái vụ mà chồng mày cúng tao chưa có 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 ăn là nó đem dẹp ông tư mới suy nghĩ là chắc nó phá là do uh, ông hai á ông sợ bị uh, ông tư biết ông mới cúng có nửa cái nhang là ông đem đồ đi cất rồi thì thôi bây giờ tạ lễ là cho nó hai vợ chồng mới chạy về nhà lấy đồ đem ra cúng là cúng tới tối ra tới lúc mà ông hai giờ là 6 giờ mấy gần 7 giờ đó thì ông bà tư mới về ông bà tư về rồi ông hai ông cũng ái nái nhưng mà ông biết là vợ mình cũng nghe lời mình chứ không phải là cãi có điều lúc đó sợ quá mà nghĩ đi đàn bà ở nhà rồi hai đứa con rồi bị cái cảnh tượng như vậy như sao mà không sợ được sức khỏe của bà tư thì cũng yếu đâu có đi mằng gì được đâu mà lỡ mai mà sợ về hoài cũng tội ông có la không có rầy không có rầy bà tư về cái vụ mà nói cho không có dạy bà hai về cái vụ mà nói cho ông tư nghe tối đêm đó ông hai ổng thương vợ thương con các bạn ổng mới đi qua bên cái 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 trại hòm á nửa khuya nha ông đem đồ qua bên đó đi mình ên là không cho bà bà bà, bà hai hay luôn bà hai không biết luôn ông qua ông qua ông mới ngồi ông mới chải miếng điệm ra ổng ngồi vô cái okay, bắt đầu ông cúng ông cúng ông cúng ông nói là quý vị ơi tôi là tại tôi vô ý thôi chứ tôi không phải cố ý vợ con tôi gia đình tôi sống ở đây coi như là hàng xóm với quý vị rồi mà cúng kiến này nọ đó mặc dù vợ chồng tôi nghèo vẫn cố gắng đều đặn cúng kiến cho quý vị thôi quý vị phù hộ với gia đình tôi đi chứ đừng có, có 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 phá đừng có nhát gia đình tôi nữa tôi mang ơn tôi làm ăn mà có giàu có hay là có khá giả gì đó thì tôi lại tiếp tục cúng cho quý vị chứ quý vị phá hoài vợ tôi bệnh rồi không có màng tôi lo không màng bụng gì được tội nghiệp gia đình tôi kêu bằng lần đó là ông hai ông giái theo kiểu là hết non nước luôn bao nhiêu lời lẽ ông có thể nghĩ ra là ông ông năn nỉ hết luôn đó các bạn đó ông giái dữ lắm xong rồi thì ông cũng không có thấy nha ông cũng mừng mừng trong bụng đi ông nói chắc là nó nó chịu rồi họ chịu rồi cho nên là là mình giái gian xong họ không có làm gì mình hết trơn yên như vậy đâu ba ngày trời thì trời đất ơi cái bữa ban đêm bữa đó ở trong buồng á là ngủ như vậy nè ông bà hai thì ngủ một một một, một cái, cái 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 mùng còn hai người con ngủ cái mùng thì cũng đối diện với nhau vậy đó chú năm với lại chú út mà từ khi xảy ra việc rồi ông hai mới kêu là bà hai qua nằm ngủ với hai đứa con ông hai ông nằm của mình tức là bên cái mùng của bà hai á là có chú năm tròn và chú út thì chú Năm ổng nói các bạn Tuy là lúc đó ổng 12, 13 tuổi thôi Nhưng ổng nhớ rất là kỹ Ổng nằm như vậy Là ổng nằm ở ngoài Em ổng nằm ở giữa Bà hai nằm ở sát vách Thì hồi cái cửa sổ mà bảo nói đó Nhà nào cũng trong buồn ta cũng phải làm cái cửa sổ cho nó mát chú năm á mới nghe kêu là nhỏ nhỏ mày ra đây tao cho mày bánh với kẹo nè chú năm mới mở mắt ra mới dòm ra cái cửa cái, cái cửa sổ cái tiếng kêu đó chú thấy rõ ràng chú thấy một cái ông cái ông này á ông đứng ở ngoài đó ông mới đưa hai cái tay lên Vậy thì trên tay của ông toàn là bánh kẹo ngon không à bánh kẹo ngon không à nhà của ông bà hai thì nghèo hồi đó chú năm đồ đâu có được ăn bánh kẹo gặp con nít á nó có bánh kẹo là thèm chảy nó miếng mà gặp cái mê các bạn mê gặp cái thèm mới dòm ra mới hỏi là ông cho con hả hỏi như vậy mà tại sao mà ông bà hai lại không hề nghe ừ tao xin ba mẹ mày rồi đó Mày ra đây tao cho mày ăn, ra đây chơi Dắt em mày ra luôn Ta nói chú Năm ổng mới khiều khiều chú Út Ông nói Út ơi Út, dậy Út ơi vậy, vậy vậy, ông, có có ông ông đó ông cho mình kẹo với bánh kìa ngon lắm kìa Chú Út mở mắt ra dòm ra ngoài cũng thấy luôn Mà hai anh em là con nít Làm sao biết đi nhẹ nhàng cái gì các bạn Vậy mà ông bà hai không hề hay luôn Chú Năm nói là lúc đó là đi xuống đi ra mà cái cửa đó nha cái cửa trước cửa sau luôn kể như là rất là cao so với lại chú 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 năm vậy mà không hiểu sao lúc đó chú đi ra cái chú nghe nói là chú không có thấy nha nhưng mà chú nghe nói là ừ mày mày bắt cái ghế lên mày gỡ dây ra đi thì ổng cũng lợi ông bắt cái ghế ổng mở dây ra rồi ổng dắt chú út đi ra ngoài hai anh em mới đi ra ngoài mà chú năm nói là đi ra ngoài thì lúc đó là là cái cảm giác lúc đó đó nghe là giống như là là phiêu 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 sao á nó cứ là đà là đà nhưng mà cảm giác là mình được ăn ngon mình được ăn kẹo mình được ăn bánh em mình cũng được ăn mừng dữ lắm rồi thì một ăn ngon quá ngon no quá no cái tự nhiên cái nằm ngủ không biết gì hết trơn các bạn lúc đó nó vậy đó thì đến khoảng chừng lúc đó là không biết mấy giờ nha nó khuya rồi ông hai ông mới mất tiểu đi ông mới ngồi dậy ông lờm còm ngồi dậy không ông ông dở mùng ra để ông đi tiểu thì khi mà ông dở mùng ra đó, ông hay quan sát lắm. Ông cũng dòm coi là coi là con mình nó có 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 thức hay là nọ không thì có gì kêu nó đi đái luôn, nó không có đái quần. Hay hoặc là qua cũng phải dòm con cái, ông qua ông dòm thì cũng không thấy hai đứa con đâu, ông quản hồn. Ông thấy bà hai nằm trong đó mà không thấy hai đứa con. Bà ơi, bà, ơi, hai nhỏ đâu rồi? Hai nhỏ đâu rồi? Bà hai thì đang ngủ. Nghe kêu vậy cũng giật mình ôm nói gì vậy hai nhỏ giờ sao nó ngủ với tôi là sao 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 không nói vậy mà lúc đó là tối nha ông hai thì do ông bước từ từ ra mắt ông quen bóng tối bà hai là mới giật mình thức dậy cũng không biết trời chăng đất lỡ làm sao cái gì vậy mà mình đưa tay mà bờ bờ bờ, gì nè thì không thấy con Ủa hai nhỏ đâu rồi hai nhỏ đâu rồi hai vợ chồng quảng hồn quản giết ông hai ông nghĩ ra liền ông không đợi bà hai bước xuống mà ông chạy một mạch ông chạy qua bên cái chạy hòm mà ông chạy mới bước ra thì ông thấy cái cửa nó mở ông quản hồn rồi ông chạy xiết ra ngoài chạy thẳng qua bên chạy hòm các bạn biết hả cái hòm á mà chưa có đóng cái vách đó. chỉ là là làm cái 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 khuôn thôi đó. chưa có đóng vách chưa có đóng qua văn gì cả mà không biết nó làm cách nào đó. hai anh em ngồi trong cái hòm đứa dựa qua bên nằm vậy nè mà các bạn biết cái chuyện mà hòm này nọ đó đâu ai mà người sống bước vô trong đó nó không có nên người ta lần nó kiên kỵ vụ đó lắm nó dụ làm sao không biết kể như là ông chú nam và chú út thì hai anh em ngồi nằm ngồi thì cái là cái kiểu mà ngồi dựa nó ngồi dựa vô cái hòm ngủ mà trong miệng ha nói chung là nó không có cái xà bằng không có cái gì hết trơn á mà nước miếng nó mờ mới lòng thòng xung quanh miệng tùm lum hết đó không có cái, cái, cái những cái bằng không có những cái cây có gì hết trơn nha nhưng mà nước miếng nó chảy lòng rộng chảy mà kêu bằng ướt áo á. Ông kêu quá trời kêu mà hai đứa nó không có dậy Thì lúc này ông quản ông quạo các bạn Ông thì ông chịu được nhưng mà con cái ông lúc này ông mới tức Ông mới cầm cây lên, ông quơ theo kiểu phong long á Ông quơ, ông không có đập ba cái hòm của ông ông Tư nha Ông cũng vẫn giữ được một chút xíu bình tĩnh là không có đập vào, vào những cái hòm Nhưng mà ông cầm cây ông quơ, ông chửi Ông chửi tụi bay phá con tao hả Bây hiện tại đây tao đập cho mày chết luôn, cho mày hết đầu thai luôn ông chửi quá trời chửi luôn đến độ mà ngay cả bà hai á bà đứng ở ngoài bà không dám bước vô á tại vì bây giờ bước vô ông cầm cây ông quơ cái đó bà hai mới đứng ngoài bà la quá trời ông ôi bà tỉnh ông ơi bình tĩnh ông ơi mà phải đâu hai ba phút sau ông mới dán ông bình tĩnh lại ông cầm cây ông quơ tứ lung tung mà ông chửi nha ông nói là cho tụi bay hết đồ thay ông, ông nói dữ lắm bà hai bà sợ bà khóc bà la thì lúc đó ông hai ông mới đỡ lại rồi ông lỡ ông bồng hai đứa con chạy về nhà về vô nhà một chút xíu sau cái tỉnh nhưng mà tỉnh vậy rồi thì hai anh em theo kiểu là lúc đó đầu óc của chú 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 năm á chú nói chú nhớ là lúc đó là chú tỉnh vậy rồi nhưng mà đầu óc của chú nó nó, nó giống như là nó nó trống rỗng nó không có gì hết trơn á chỉ nhớ là hồi nãy mình được ăn ngon thôi mà thật ra có ăn được cái gì đâu trời ơi nó dắt chú năm với chú út qua bên đó các bạn các bạn liên tưởng đi con cháu mình mà mà giờ nó dắt qua bên nó bỏ vô cái hòm như vậy ai mà không tức ông hai ông chịu không nổi đi ông mới kêu bà hai ở đây rồi ổng mới đi ra phía sau nhà bếp á ổng mới lấy cái 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 cái, cái ca cái ông dừa các bạn ổng mới đi ra ổng kêu là chú uh, chú năm với lại chú út đái mà lúc đó kiểu như ông hai ổng giận đó cái cách nói chuyện của ổng cũng tức theo kiểu là hai đứa con đái vô đây coi nói gần quá chú năm với chú út mới sợ thì nói sao làm theo vậy bà hai thấy chồng mình lúc này nó quá giận rồi với lại bà nào bà hai nó cũng tức nữa Bà tức vì con của mình á, mình cúng kiến đầy đủ như vậy rồi mà nó cũng nhát con mình, nó giấu mình, hai vợ chồng mình có thể chịu Nhưng mà con cái còn nhỏ như vậy nè, nó giấu về giờ lỡ mai nó bắt đi luôn, giờ lỡ mai con mình chết rồi sao Bà cũng tức cho nên bà, bà, biết là ông, ông hai muốn làm gì, nhưng bà cũng không có cản Ông hai mới lấy nước tiểu, ông đi vào bên đó, nói chung là ông chỉ ném mấy cái hòm ra thôi, ông mới tạc Ông tạc, ông chửi, ông chửi, ông nói tụi bay mà còn dám mà mà động tới con của tao nữa ha tao bây giờ tao trong nghèo cỡ nào nghèo tao mắc nợ nặng cỡ nào mắc nợ tao đi tao kêu thầy bà giờ đánh tụi bay hết đầu thai luôn mày đừng có đụng tới con tao nữa từ đây sắp tới tao không cúng kiến gì cho bay hết trơn ông chửi dữ lắm nói chung là chửi người khuất mặt chửi quá trời chửi luôn mà cái lúc đó cửa mày xung quanh nhà đâu không có nhà cửa ai đâu bên trái bên phải này cách nhau cây số đâu nửa bên nửa cây số hai bên cây số rồi đâu có nhà cửa gì đâu bởi giờ người ta cũng không có hay nữa cái sáng ra thì thì ông bác sáu với bác bảy vô màn nói chung thì cũng không có nghe cái mùi khai gì nhiều hai ông cũng không có để ý nhưng mà bà hai á mới kể cho là bác sáu bác bảy nghe hồi tối hôm, hôm lấy nước tiểu ông tạc vậy đó thì nếu như mà có cái mùi hôi gì thì để cho cho xin lỗi để cho tôi đi rửa thì bác sáu bác bảy nó thôi lỡ làm rồi thôi nhưng mà mai mốt đừng có làm vậy không phải vì cái mùi hôi nói chung chút xíu tụi tôi chịu được có một cái á tâm linh đừng có làm vậy mình là mình người sống mình đâu có thấy nó đâu còn mình làm cái gì nó cũng thấy mình ở trơn mà ông bắt sáu á nha khi mà ông nói là ông nói vậy thôi thì khi mà bà hai bà về rồi ông hai thì bữa đó ông cũng đi mạng ông bắt sáu nói bắt bảy á ông nói bảy với bảy tao không biết làm sao á cái bữa đó đó là chị hai chị kể thì tao nghe ra cũng ấn ấn bình thường thôi Nó không có nhiều cảm giác Nhưng mà bữa nay á, Tự nhiên chị hai chị kể tao á, Thì tao dâng lên cái sự bất an nó kỳ cục lắm mày Kiểu giống như người ta sắp có chuyện mày ơi Ủa vậy hai anh sao Mà hồi đó giờ tôi nghe nói là Anh thường thường mà anh có cảm giác thì nó hay đúng lắm Thì không biết là Anh hai ông làm vậy rồi có sao không Mình có đi đơn nói với lại chú Tư không nói cho sao không nói mày nói đi để cho chú tư cũng cúng tại vì anh hai anh anh sót con mà nói chung nếu mà tao tao cũng kèm lòng không nói tao cũng làm vậy thôi không có trách anh hai được nhưng mà tâm linh mà một khi mình chửi rủa nó đụng chạm tới nó rồi á thì nó thù mà nó thù rồi nó không bỏ qua đâu thì hai ông thấy vậy á cái buổi trưa thay vì đợi đem cơm ra thì hai ông mới chủ động đi lên nhà ông tư mà sao bác Bảy mới cởi cho ông Tư nghe Mà lạ một điều là khi ông Tư nghe Ông cũng cảm giác y chang vậy đó Cảm giác y chang như là bác Sáu vậy đó Ông nói không được rồi Thằng Thôi bữa nay đừng có đóng điếc gì nữa trơn á Hai thằng bay á Giúp tao một cái Chạy ra cái chỗ mà thằng từ thằng, thằng, thằng hai nó mặn á ờ, Kêu chú hai về Kêu về đi Rồi đi với tao bác sáng bác bảy mới chạy ra ngoài đó chạy ra cái chỗ đó rồi mới cứ nói kể chuyện lại cho bác uh, cho ông hai nghe và nói là ông tư kêu về ông hai thì ông cũng muốn về tại vì ông tư kêu mà thì ông phải về đó nhưng mà cái lúc mà ông định về đó, thì cái ông chủ đó không được màn bữa nay nữa là xong rồi ngày mai là tôi phải xuống giống tôi trồng cây rồi bây giờ bỏ ngang nửa chừng vậy đâu có được đó bỏ kiểu này là chết tôi ông hai ông cũng sợ đi ông sợ là mắc cái mối thì bác sáu bác bảy mới nói nếu mà vậy thì tôi làm phụ cho mau về mà ai về đâu hai ông nhảy vô làm phụ làm tới xong rồi thì cũng là 5 giờ mấy chiều rồi nó lỡ dở rồi không thể nào mà 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 kịp nữa ông tư thì ông cứ ở nhà ông trong ngóng hoài ông chịu không nổi ông mới chạy hai lên ông chạy lên nửa đường thì ông gặp thì mới xúm nhau về mới nói vậy đó là chú tư ơi cũng kêu đó mà ông chủ chỗ đó ông không có cho về rồi anh hai ở đây sợ mắc mối làm ăn ngày mai mốt không có kêu làm nữa rồi không có tiền cho nên là cô mới dám cháy với thì ông tư nói vậy thôi vậy cũng lỡ rồi giờ này nó cũng lỡ cỡ rồi vốn là tôi định á kêu chú về để tôi với chú đi lên trên ông thầy nói chung là cái chạy hòm của tôi á à, hai năm nay nó xảy ra những cái vấn đề đó tôi cũng nhờ người này nhờ người nọ để coi có ông thầy bà nào giỏi không thì gần đây cũng nghe nói là có một cái ông thầy giới thiệu ông thầy này giỏi lắm tôi cũng chưa có đi tìm đó định bữa nào rảnh là sẽ đi nhưng mà bây giờ lỡ cỡ cái chuyện của chú nè khi mà nghe cởi là tôi thấy không có được rồi phải đi lên trên đó mới được ông hai ông mới nói là trời ơi anh tư anh tốt quá em thì em ái nái quá giờ em không dám đi với anh đâu tốn tiền tốn bạc của anh ông tư cũng trả lời như vậy ông nói tốn cái gì đâu tại vì tôi á cũng dự định nhờ thầy về coi nếu mà thầy giỏi về coi mà mà đuổi được mấy cái dông đó đi á thì cái chỗ tôi làm ăn nó 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 dễ hơn nhiều nó khỏi phải sợ thì tôi cũng có ý định nói rồi nhưng mà trước sau thôi sẵn bây giờ cái chuyện của chú mà bây giờ nó lỡ cỡ ngày mai á sáng bốn giờ đi chú dậy chú qua đây chú đi với tôi ông hai mới cảm ơn ông tư rồi thì ông tư cũng chưa có về đâu ông mới đi qua bàn với nhau hết trơn rồi kiểu như là chú hai phải đi qua cúng tối nay chú phải cúng chú nói là tối đêm qua tại chú xót con rồi chú cúng này nọ đi để cho nó đừng làm gì hết trơn á rồi sáng ngày mai chú đi đi với tôi tính vậy đó các bạn mà không ngờ rằng nghĩ là nói cách xa cái chỗ đó thì nó đâu có nghe đâu có biết cái gì đâu mà ai về đâu lúc đó nó theo ông, ông ông hai rồi lúc đó là nó ám theo ông hai rồi thành ra là ông tư nói gì với nó nó nghe hết trơn về tới nhà rồi thì ông hai á ông mới vô ông tắm giữa nói chung làm cả ngày cũng mệt mỏi đừ hết trơn rồi các bạn nếu như mà không có ông tư hôm qua ông kêu cúng kiến đó nha là ông hai ông ăn vội bữa cơm rồi đóng cửa lại là gia đình vợ chồng với lại mấy đứa con đi ngủ rồi đó nhưng mà do có ông tư đó. rồi bác sáu bác bảy nữa thì mới đem đồ ở bên đó cúng đông người cúng cho nó đừng đỡ sợ bác hai mới nghe cái lời ông hai mới nghe cái lời của ông tư đó là mới cúng mới giá như vậy nè giống như ừ tối đêm qua tôi biết là quý vị giỡn với con tôi nhưng mà do đó là tôi 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 xót con tôi quá tôi lỡ lời tôi có làm mấy cái chuyện không có đúng Bữa nay tôi cúng tôi tạ lễ cho quý vị là Tôi hứa là sau này tôi không có làm vậy nữa đâu Nói chung là xuống giọng một cách trầm trọng luôn đó Nói mọi cách để cho nó đừng có phá Mà ai về đâu có lúc mà hai ông nói nó nghe hết trơn rồi Cũng cúng, cúng xong rồi Mai nhờ cái này nha các bạn Ông Tư, ông có Khiều, ông Sáu, bắt Bảy á. Ông nói ơi hàng bay Cúng rồi nhưng mà tao vẫn có cảm giác bất an hai thằng bay thương thằng thương thằng hai á thì tối nay hai thằng bay ngủ lại nhà đi ngủ bên nhà thằng hai nè chứ đừng ngủ bên cái cha hồn hai thằng bay ngủ có gì tiếp nó tao cứ sợ sợ sao á bác sao như bác bảy cũng thương ông hai lắm theo cái vai với á là họ chỉ kêu ông hai bằng anh thôi nhưng mà phải kêu là 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 là, là uh, ông tư bằng chú nhưng mà cái vai với á thì ông hai á ông kêu ông tư bằng anh nè nó hơi ngặt rồi cháu đó đó bác sáu bác bảy thường nói là ở lại để tụi tôi ngủ cho thì nhà trước cũng chỗ cái võng mà bà bà bà, bà bà bà, hai bà dân mới ngủ trong nhà đó nhà khách đó cũng có cái chổng đó thì hai người dân mùng ngủ nói là ngủ thôi chứ đêm đó không nào ngủ trên các bạn ta nói khi mà ông tư cũng về rồi đó thì ông hai á ổng mới nói thôi hai anh ơi bây giờ lấy ra uh, chai rượu ra mấy anh em mình sương sương chút tại vì người ta làm cả ngày trời nó bỏ việc làm người ta tiếp mình mà rồi đi cái bển phụ ông uh, ông hai làm đất nữa cái bác sáu bác bảy mới từ chối nó thôi mẹ ơi Ê, thôi anh ơi chỗ anh em với nhau không hà có gì đâu mà ngại ngần nhậu nhẹt gì làm mệt muốn chết còn nhậu gì nữa thôi nằm ngủ đi rồi có gì uh, xong cái vụ này anh em mình ăn mừng bữa Ừ, vậy thôi tôi cảm ơn hai chú nhiều nha ờ, nói chung tôi cũng mệt quá rồi cái mới ngồi nói chuyện nói chuyện đâu có chừng 8 giờ mấy á thì bắt đầu đi ngủ bác sáu với bác bảy nằm ngoài đây mà quay đầu vô chứ không dám quay mặt ra quay mặt vô trong nhợp vô trong nhà chứ không dám quay mặt ra tại vì biết nó linh lắm mà hai ông là, là đâu có ngủ ngơi gì đâu và nghĩ trong bụng là cỡ nào không đi ra chứ mà làm gì mà làm ở ngoài để tao ở trong nhà hai người nghĩ như vậy cái tối các bạn tối hai ông mới nghe nó nó, chạy lùm lùm gặp ở bên bên cái chai hòm bởi nó nghe chạy, nó chạy cởi nó mà sáu bảy không có thèm ra biết nhưng mà không có ra hai ông thì do hai ông cũng đỡ sợ hai ông nào cũng ngăn gan không à. bởi vậy nằm như vậy nó cũng đỡ sợ nó cởi nó nó làm gì nó làm bên đó cái chuyện của nó mình cứ ở trong nhà nó không làm được gì mình hết trơn. thì lúc đó nó hai ông đang ngồi ngoài đây nha đang nằm ngoài đây nằm nằm yên vậy đó trời đất ơi nghe bà hai bá la là làng Ông ơi ông ơi ông làm gì ông ơi Không biết là ông hai ông thấy cái gì các bạn Mà sau đó không không, không, không kể luôn Ông không nhớ vậy trơn á Ông nói là Tự dưng hai đang nằm Hai người đang nằm với hai đứa con vậy Tự nhiên ông nhào ra khỏi cái mùng Ông la lên là tụi bay chết tụi bay chết Không biết là nó cho ông thấy cái gì Mà cảm giác là lúc đó là bà hai mới nói là Giống như chồng mình đang hặn dữ lắm Ông chạy ông xong ra ngoài Mà cái cửa bếp bà bằng, 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 bằng lá đó nẹp che với lại lá nó yếu xìu à mà ông không có mở ông đạp thẳng ra luôn đạp tung ra luôn ông nhào ra ngoài bà hai bà la là bà la là lúc mà bà la là lúc đó là ông đã chạy ra khỏi cái buồn rồi ông đạp cái cửa bếp ông chạy ra ngoài rồi bác sáu bác bảy cũng không biết cái vụ gì mà nghe bà hai la rồi hai đứa nhỏ khóc quá trời khóc hai ông mới chạy ra chạy ra bác sáu ông nói cái gì vậy gì vậy gì vậy ông đạp, 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 đạp cửa ông chạy ra ngoài thì thấy cái bóng ông hai chạy ngoài đó bà sao bà bảy chạy theo bà hai cũng định chạy theo thì ông bác bảy ông nói coi hai đứa nhỏ bà hai mới chạy ngược vô cô hai đứa nhỏ ôm con khóc thì hai ông mới chạy theo chạy theo thì lúc này thấy ông ông hai á ông chạy ông đập đầu vô mấy cái cây ấy các bạn ông đập đầu vô mấy cái cây á mà hơn là cái lúc mà nếu mà ông nói là cái mạng số của ông hai này lớn nó nhập vô ông rồi nó làm gì cho ông thấy nó nhập vô ông rồi mà lúc mà nó chạy ra cái cây nó đập á nha thì kiểu giống như mạng lớn cái bạc té chứ cái chớn mà ông chạy xa vậy mà ông đung cái đầu vô cái cây vậy là gãy cổ ông chết rồi đó. mà không biết hên làm sao đi cái thời điểm nó nó có mưa gió đâu có trơn chợt gì đâu mà lại té té xong thì té cái đầu cũng gần vô cái gốc cây cỡ chừng một nửa thước nó tới gốc cây à lờm cờm lờm cờm ngồi dậy mới đập cái đầu vô gốc cây như vậy nè thì vừa đập vô con cái à là hai ông chạy lại ôm giặt ôm giặt hai ông làm đâu có lợi bác xác bảy làm không lợi bác Sát bảy làm không lợi các bạn đặt như này đập vô một cái là ta nói á nó không có chúng cái chán mà nó chúng cái mấy chân mày làm cho tét cái mấy chân mày máu nó chảy tùm lum hết trơn hai ông đè dán kìm mà kìm không lợi các bạn ơi hai ông nói là kiểu như giống như không phải riêng cái dòng hồn ở trong cái xác của ông hai đâu mà cái kiểu như mấy cái dòng xung quanh nó cũng kìm hai ổng hay sao á ông ta tay chân bó buộc với tụi nó lắm nhưng mà lúc đó do quá khứ là là, là, là nguy hiểm rồi mà hai ông lúc này là tinh thần theo cái suy nghĩ là phải cứu cứu ông hai bởi vậy á làm như cái con người mình nó có có một cái 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 cái, cái sinh mạng con người mình nó lớn hơn cái mạng người chết đó các bạn như ông hồn ở đâu còn cái mạng người sống đâu mà khi nó giận lên rồi nó tức lên rồi và và giống như cái đêm mà ông hai ông qua ông giận ông tức ông làm đêm đó đâu nó nhập không được đâu, đêm đó đâu nó đâu nhập không được bữa nay mệt mỏi nè ông đi mằng này nó mệt mỏi nè nó mới nó mới khiến không biết sao nó nó nó, nó khiến nó dụ ông ra nó nhập ông đó cái kìm không có lợi nghe nhưng mà lúc này cái mới nhớ ông à, bác sáu ông nói kêu hai nhỏ đái kêu hai nhỏ đái thì nó gầm gự nó mày làm gì mày làm gì mày tính đi bao kiểu thầy bắt tao rồi bây giờ mày lấy tính lấy nó 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 đái mày mày mày, 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 mày tứ người tao hả hả làm thấy cười lắm các bạn ta nói nó quay ngang nó cắn luôn á nó cắn ông bác sáu với bác bảy mà hai ông ráng ráng quằn quại tay chân chạy tùm lum hết trơn bà may mà ở một chỗ á là do cái đêm trước ông hai ông có qua bên đó ông la ông chửi ông mắng đó thì bà hai cái tính bà cũng kỹ đi cái bà thấy con tiểu cái bà cũng để dành lại nó có sẵn cái lúc này bà sực nhớ đi bà mới cầm bà chạy ra cầm chạy ra tạt tạt cái đầu nó chưa các bạn lấy tạc cái nữa tạc cái nữa rồi cái nó xuất ra là lúc này ông hai ông rủ rượi rủ rượi mà hỏi ông không có nhớ bồng vô trong nhà liền bồng vô trong nhà ông bắt ông bắt sáu ông ở lại còn ông bắt bảy ông chạy ông chạy đi ông kêu ông tư con cái ông tư này với mấy người trong sớm tư chạy ra tiếp đông mì xèo cái làm như nó làm không có được nha mà ông hai ông ở trong nhà lúc này là ông, ông bị quản loạn các bạn giống như ông không có nhớ gì hết trơn nhưng mà ông, ông quản loạn là bởi vì ông dòm ra là ông thấy là bốn năm cái bóng nó đứng ngoài được ngoài sân ông dòm bóng. Ông là nó kìa, nó kìa, nó kìa Mà cứ mỗi hơi mà mọi người mà đứng vô á Im 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 vậy đó, ông nằm vậy đó ông Nằm yên thôi, cứ lâu lâu cái Nó kìa, cửa sổ kìa, cửa sổ kìa Ông chỉ, ông chỉ, Tôi nói mấy, mấy, cái người mà người ta tiếp người ta cũng sợ nữa nó nhập không có được nhưng mà ông giờ ông thấy tụi nó nó cho tụi nó cho ông thấy họ cho ông thấy cái ông thấy ông ông sợ ông la lên mà bà con tao không ai thấy gì đâu ông la lên ba hồi thì ở ngoài cái cửa sổ rồi mình sụp cái cửa sổ xuống là không cho thấy nữa chỉ ra cái cửa trước mà cái cửa trước đó thì nó nó có có những cái nẹp tre nó, bị ô ô, ô vậy nè chạy vô trong nhà mới lấy giải dạ rồi ra che che cho ông hết mà che che thì ông cứ la làng lên cái chút xíu ông la chút xíu ông la không có được rồi cái mơ đi kêu đi kêu ghe chở đi luôn chở đi lên ông thầy luôn chứ không có có để nhà đó thì chở lên trên ông thầy đó các bạn vậy mà nó theo được cái ghe lên tới trển á thì ghê không cái giờ đó là cái lúc đó là mới có âm lên á là chỉ có 11 giờ mấy thôi Lên tới cái chỗ ông thầy đó Khoảng 3 giờ sáng Mà ông nói á nha Cái lúc mà đi lên là nó đứng ở chỗ cái Cái đầu cầu Bắt, bắt cái, 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 ghe lên trên bờ đó Là nó đứng cho đó đó Ông thầy cũng thấy Nó gặp ông rồi nó tạt chỗ khác Ông mới nói là làm gì mà Mới vì bước vô ông hỏi Ông nói làm gì mà mà, mà thù quán gì Mà tới bốn cái dòng nó theo dữ vậy ông nói câu đó rồi là ai cũng xanh mặt hết trơn là mới cởi lại cho ông nghe cởi từ đầu tới cuối cho ông nghe ông biết ông nói được rồi không sao cái này tôi làm được đó. ông mới kêu ở đó một ngày ở một ngày cái ông làm cho tỉnh tuồn trở lại ha nhưng mà không có nhớ hỏi ông là lúc đó nó ông thấy cái gì thì ông mới nói là ông ông có thấy nhưng mà ông cảm nhận là là hại con ổng ông chỉ nhớ là hại con ổng thôi ông kìm lòng không nổi rồi ông mới nhào cái đầu ông ra ngoài thì lúc đó ông bị nhập rồi thì ông thầy mới theo về mà ông thầy này ông hay thầy này ông hay ông về rồi cái ông mới ở trong cái chạy hòm đó nè ông ngỡ là ông ngủ mà có ổng về rồi là là ông hai không sao mà cứ ngủ bển đi không sao chứ ổng ở đây ông ngủ ông ngủ rồi là ông ngủ hai đêm như vậy là xong rồi đó ông đuổi đi hết trơn không dám trở lại luôn mà thì ông mới nói là mấy cái dòng này nó cũng nhát dữ lắm nhưng mà tại vì nó không có gặp mấy cái người mà trị được nó đó nó mới làm dữ như vậy chứ biết cách rồi rồi nọ là trị được nó nó sợ dữ lắm ở đây tôi làm rồi nó hết dám trở lại rồi cho nên là sau này làm cứ bình thường đi rồi, sống đây cũng bình thường nhưng mà nè chạy hòm thì có những cái kiên cử nha thì mới chỉ những cái kiên cử ra để tránh cho cái việc mà mình mời gọi á tại vì cái hòm đối với ma đối với mình thì mình 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 sợ mình mình thấy không có nên mình không có những khi mình ít khi nào mà lại gần nhưng mà đối với ma thì họ coi đó như là một cái nhà bởi vậy đừng có làm những cái hình thức mời gọi họ thì họ sẽ vào thì qua cái lần đó hết các bạn qua cái lần đó hết thì theo như là chú năm tròn nói á, là chú ở đó khoảng 7 năm lúc mà chú 20 tuổi thì thì cái chạy hòm của ông tư mới về đi chỗ khác và cái phần đất đó đó là ông tư cũng bán rẻ lại cho gia đình của chú năm tròn luôn và sau đó thì sinh sống tới bây giờ à, rồi thì câu chuyện của chú năm tròn đến đây là kết thúc à, bảo xin chào hẹn gặp lại chúc mọi người có một đêm ngon giấc